Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em Sapa Ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, đây là các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu đồng hồ Rolex nhé. Đồng hồ Rolex thì đợt này bên shop về nó sẽ có hai mẫu mặt, một là mẫu mặt đen và hai là mẫu mặt vàng. Đấy. Đây, một mẫu mặt đen và mẫu mặt vàng như này. Giá thì chỉ có 300 cành cho một cái con đồng hồ này thôi. Đấy, 300.000 thôi các bác nhé. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đây, mẫu đồng hồ của thương hiệu Rolex này. Đồng hồ này thì 100% là chạy bằng pin hết các bác nhá. Chạy bằng pin hết đây các bác này. Đấy, chạy pin mà có lịch liếc đàng hoàng nhá, có lịch liếc đàng hoàng, chạy bằng pin. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hết pin thì mình ra cửa hàng mình thay pin cho em, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, không có cái gì phức tạp cả. Đây, các bác này. Đấy, đây. Hai con nhá, một con mặt đen và một con mặt vàng nhá. Các bác có thể mua cả đôi về để mình dùng dần, hoặc là các bác có thể tùy theo cái nhu cầu, mục đích và mong muốn của mình có thể dùng một trong hai con này. Đấy, nó sẽ là đồng hồ Rolex. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này. Đấy, chỉ có 300.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex này, đồng hồ Rolex. Rolex giá sẽ là 300k. 300k bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy, Longines thì bên shop cũng về nó có hai mẫu, mẫu mặt đen và mặt trắng này. Đấy, mặt đen và mặt trắng. Longines thì sẽ là 250.000. 250.000 cho cái mã đồng, còn cái mã còn cái nào mang nốt ở đây cho. Đấy, mẫu đồng hồ Longines này. Đấy. 250.000 nhá, 250.000 cho mẫu đồng hồ Longines như này. Nó sẽ có cho các bác là mặt đen và mặt trắng này các bác nhá. Đấy, mặt đen mặt trắng như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mặt đen và mặt trắng như này. Con này thì sẽ là 250.000, đồng hồ Longines của Nhật các bác này. Đấy, Longines của Nhật. Đây. Đấy, đồng hồ Longines đây. Thương hiệu Longines các bác này. Đó, Longines đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, Longines đi các bác này. Một. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, cái giá thì cực kỳ là tốt rồi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Đấy. Cái con mặt đen này thì có kim dây này, còn cái con mặt trắng này là không có kim dây nhá. Đấy, không có kim dây đâu. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đó. Đây. Đấy. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Giá sẽ là 250.000. Đó, 250.000 cho một em đồng hồ Longines như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines này. Đấy. Longines giá sẽ là 250k. 250.000 cho con đồng hồ Longines. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cốc gạt tàn các bác nhá. Đấy, cốc gạt tàn đây. Con này các bác chuyên dùng để gạt tàn thuốc cho em, rất là đẹp luôn. Đó, chuyên dùng để gạt tàn thuốc thì con này chấm hết luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Một cái con gạt tàn thuốc như này, giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Con này sẽ là 190.000, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Đó. Đây, hợp kim mạ đồng nhá. Đường nét các thứ rất là đẹp luôn, sắc nét. Giá thì chỉ có 190k thôi. Lên cho em là cốc gạt tàn nhá. 190k cho em cốc gạt tàn như này. 190.000 thôi nhá. 190.000 em cốc gạt tàn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà to nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà 4 lạng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Bằng hợp kim mạ đồng rất đẹp cho các bác luôn. Sáng bóng đẹp. Đấy. Giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Bình trà 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k và bao ship tại nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng, có tới khoảng 20% đồng ở đây. Thì các bác yên tâm sử dụng, bao bền bao đẹp, giữ màu cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị viêm xoang, viêm mũi nhá. Đấy. Viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng rồi kích ứng mũi các thứ, các bác dùng con này cho em rất là tiện. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chuyên xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Đấy, các bác chỉ cần là mở nắp ra cho em này. Sau đó thì mình xịt vào cái xoang mũi của mình này. Đấy, nó sẽ là dòng xương mảnh như này. Các bác cứ xịt vào. Đấy, giúp cho các bác là rất là tốt luôn.
Đấy, các bác xịt thẳng lên khoang mũi của mình. Đấy, rất là tiện, giúp cho các bác là chống viêm mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Bác nào bị lâu năm, bị bệnh xoang, bị viêm mũi lâu năm thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, chỉ từ 1 đến 2 lọ là mình sẽ khỏi cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này. Đó, xịt xoang mũi, giá thì sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái sản phẩm kéo bếp này. Đấy, kéo bếp thì đây nó sẽ là cái con kéo bếp vàng. Con này thì chỉ có 35.000 thôi, 35.000 nhá. Đấy, 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, Japan con này, thép SK5 này, kéo bếp vàng, hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kéo cao cấp hơn một chút, đó là kéo khui bia nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia. Con này thì sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này các bác này, 75.000 đây. Đấy, Japan này, thép SK5 này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này. Tiếp theo là cái phần này để các bác khui bia này. Đấy, khui bia mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này. Đây, kẹp cua ghẹ đây, mở nắp chai ở đây. Rất là tiện luôn. Con này thì đa di năng luôn nhá, dùng rất là tiện ích luôn và kéo cực kỳ là sắc bén luôn nhá. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đó, kéo rất bén nhá. Cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này. Đây có cái phần răng cưa này các bác, đánh vảy cá rất là ngon luôn nhá. Đánh vảy cá mở nắp chai to dày dẫn chắc chắn này. To dày dẫn chắc chắn gấp đôi luôn. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng giá 35.000 nhá. Còn con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia, giá sẽ là 75.000 cho con kéo khui bia như này nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, thì rất là tiện ích, các bác muốn dùng con nào thì dùng. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Nếu muốn dùng nặng hơn thì mình dùng cái con to, con khui bia, còn dùng nhẹ nhàng bắt ở bếp thì dùng con bé cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này sẽ là 100.000 ông nội à. 100.000 cho con đèn cầm tay này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ là có một đèn như này. Tiếp theo là hai đèn bên hông và một đèn pha dọi này. Đèn pha này cũng rất là dọi luôn, điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Và có cả cổng sạc vào sạc ra và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, có một tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có cả cổng sạc vào sạc ra đây. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đây, các bác chỉ cần mở cái nắp ra cho em này. Đấy, cổng sạc vào sạc ra này, có báo pin cho các bác luôn này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, cầm tay rất là tiện nhá. Đấy, hoặc các bác có thể để trực tiếp dưới đất này, dưới nền này để mình ăn cơm ăn nước nhá, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho cái đèn cầm tay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Đấy, đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k cho một em nhá. 100.000 cho em đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn nhá. Bóng tròn đây. Giá sẽ là 80.000. Đây nó sẽ là một cái con bóng tròn có tích điện, có điều khiển cho các bác luôn. Có tích điện, có điều khiển nhá. Công suất mặc định của nhà máy là 120W này. Rất sáng luôn nhá. Và có tấm pin năng lượng mặt trời. Các bác cứ treo ở ngoài này thôi, treo ngoài sáng này. Lúc nào các bác bật thì dùng điều khiển cho em, có chế độ hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ on off đầy đủ cho bác luôn, hoặc auto này. Auto là tự động nhá. Đấy, thì ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm nó sẽ tự sáng nhá. Có chế độ cảnh báo SOS các thứ đàng hoàng. Cái này các bác dùng để treo lên trước cửa mình hoặc là khi mình ăn cơm ăn nước mình treo lên nó rất là tiện. Đấy. Nói chung là con này thì sử dụng là tính ứng dụng của nó rất là cao. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80k cho cái con bóng tròn như này thôi. Lên mã cho em là bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con đèn hộp nhôm nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái đèn hộp nhôm như này. Đấy, đèn hộp nhôm 100.000 đựng trong cái hộp như này. Có dây sạc, dây đeo cho các bác để tránh rơi này, có nam châm hít này. Đấy, rồi có cả bật lửa cho các bác luôn, có bật lửa nhá. Đầu tiên là chức năng là đèn này. Đấy, đèn thì siêu sáng rồi. Đấy, con này thì đèn thì rất là sáng các bạn. Sáng chói chang luôn. Đấy, con này. Đấy, rất sáng nhá. Có chế độ ánh sáng trắng, sáng vàng rồi nhấp nháy cảnh báo, các bác có thể dùng để mình đi ô tô này. Đấy, đi các cái phương tiện thì mình dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Ví dụ đi ô tô mà mình cần phải xe nó có vấn đề trục trặc, các bác cần cảnh báo, các bác treo cái này lên hoặc để lên chốc nóc ô tô nhá. Đấy, lúc mình dừng đỗ mình để lên cho em. Rất là tiện luôn. Đó, hoặc đi xe máy miếc, có nam châm hít nhá. Và có bật lửa luôn, các bác giữ lì cái này cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên là bật lửa lên này. Đấy, lửa cháy đỏ lừ các bác này. Đấy. Và giữ lì cho em là nó lại tắt nhá. Giữ lì cho em là nó tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k thôi. Có quai đeo, có thứ đàng hoàng, đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Đấy, đèn hộp nhôm giá sẽ là 100 cành. 100 cành cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá, 170.000 cho em đồng hồ T8 như này.
Dây của nó thì bằng dây da rất xịn sò luôn, có một đế sạc và một con đồng hồ. Con này khung xương của nó là bằng hợp kim hết nhá, khung xương bằng hợp kim hết. Về nhà các bác sạc thì đặt nó vào cái đốc sạc này cho em này. Đấy, đặt kết nối vào đốc sạc này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cắm vào củ sạc điện thoại là xong. Con này thì có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước chạy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em. Nếu mà bật nguồn mà không lên thì nó đang hết pin. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì nó hay hết pin lắm. Thì các bác về các bác sạc pin cho em nhé. Đấy, nhưng con này lại hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong. Đó, và mình dùng thôi. Con này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Đấy, có lỗi làm gì các bác cứ gửi về bên em sẽ chịu trách nhiệm đổi mới cho các bác yên tâm. Đây mã em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 này, giá sẽ là 170.000 nhá. 170.000 thôi. Cho con đồng hồ T8 như này. Dòng này của nó thì nó hay bị hết pin đấy, nó hết pin mất rồi. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là đa di năng, tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nó rất là tiện các bạn. Đấy. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đa số là hết pin hết rồi thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok thôi. Đồng hồ T8. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái băng gâu nhá. Các bác lên cho em là băng gâu, một bịch này 100 cái luôn. Giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một bịch 100 cái như này. To nhỏ lớn bé mẹ con. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bạn. Đấy, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, có cả hình tròn nhất cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần bóc con này cho em này. Bóc ra này, sau đó thì các bác đấy, các bác đặt cái miếng băng gâu này vào. Đấy, nó sẽ có miếng dán đây. Đấy, cái này nó cái độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong này. Đấy, đặt vào này cho em là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là băng gâu nhá. Bên em bán theo combo cả hộp này luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 100 chiếc nhá. 100 chiếc luôn. Mua một lần dùng cả đời luôn các bác nhá. Khỏi phải lăn tăn. Các bác đây. Đấy, quấn rất là ngon luôn nhá. Đó, bám dính rất là tốt, rửa nước thoải mái luôn. Lên cho em là băng gâu nhá. Đấy, băng gâu. Giá sẽ là 20k thôi. 20k trên một hộp như này. 20.000 cho một hộp băng gâu này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút dung dịch các bác nhá, hút dung dịch. Đấy, hay còn gọi là vòi bơm đấy. Đấy, hút dung dịch nhá. Con này thì giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ hút dung dịch này, bao gồm một đầu vòi này, một dây này và hai cái đai như này để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mang đây. Đây các bác này. Đấy thì con này các bác dùng cái tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy. Bơm hút rượu này, xăng, dầu rồi chất lỏng các thứ rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 30.000 cho một cái bộ hút này thôi. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng mình sử dụng lâu dài. Đấy, sử dụng lâu dài mình bơm hút thôi, để đấy để bỏ ra đấy. Đấy, rất là tiện cho các bác luôn. 30.000 nhá, 30.000 cho cái bộ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hút bụi máy hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin này các bạn. Đấy, con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Hàng của thương hiệu Tamasio Made in Japan con này. Đấy. Con này hút cực kỳ là khỏe luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có là cả hút cả thổi luôn. Các bác ứng dụng như này thì trực tiếp như này nó sẽ là hàng để hút này. Đấy, để hút con này. Hút rất là mạnh luôn. Còn thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái đít này vào đây cho em này. Lắp cái đít vào đây thì nó sẽ là thành thổi này. Đấy, thổi nhá. Đấy. Đây các bác này, đây thổi nó thổi hơi các bác này. Đấy. Thổi hơi đây các bác này. Đấy, thấy không? Đó, thấy không? Nó thổi hơi rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng rồi đa di năng được luôn các bác này. Đấy. Thổi rất là khỏe nha, rất đầy hơi. Đấy các bác thấy không? Rất đầy hơi luôn. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Đấy, đây các bác này. Để em thử hút cái điện thoại này xem. Đấy, hút rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, đây. Những cái biển này là hút hút một luôn các bác này. Đấy, đây các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Hút rất là mạnh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 mấy nhỉ? Hút bụi pin. Các bác lên mã cho em là hút bụi pin nhá. Đấy, hút bụi pin này. Hút bụi chạy bằng pin, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con hút bụi chạy bằng pin như này. Con này thì tính ứng dụng rất là cao và các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu nhá. Con này thì sẽ là 260.000, cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc và một đèn như này, một cáp sạc một đèn như này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan này, made in Japan. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Đấy, cái pha này là sẽ là đèn pha gần nhá. Tiếp theo là đến SOS cảnh báo này, tiếp theo là đến một cái đèn
Đây bên này thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pha rọi này, một cái đèn pha rọi. Đấy, pha rọi thì con này rất là rọi luôn này các bác. Đấy, pha của nó rất là khủng luôn. Ban ngày mà như này là các bác biết rồi. Rọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 mét, các bác dùng cực kỳ là đã luôn. Con này thì em đã có rất là nhiều video quay test thực tế rồi, và một con đèn led bên hông này nữa nhá. Đó, để các bác sử dụng này. Hai đầu nhá, hai đầu và bằng cao su, chống va đập rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn hai đầu như này. Giá của nó sẽ là một sản phẩm như này sẽ là 260k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Giá sẽ là 260k cho con đèn hai đầu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ổ xanh nhá. Đấy, con này thì giá chỉ có 55.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh này, đó ổ xanh. Giá sẽ là 55k cho một chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì dây của nó sẽ dài khoảng là 1 mét nhá, dây dài khoảng 1 mét. Các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn để mình có thể dòng đi các vị trí này. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân USB này, 3 chân USB và 6 ổ cắm luôn. Đấy, 3 chân USB và 6 ổ cắm nhá. Đấy thì các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đây. Đấy và bật công tắc lên, có đèn báo luôn nhá, có công tắc đóng ngắt. Có đèn báo. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo cho em. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 cho con ổ xanh như này. Đấy, ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác là cái dây sạc béo này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Đấy thì có hai màu như này thì bên em cũng gửi màu ngẫu nhiên thôi. Cái màu thì nó cũng không quan trọng. Có màu cam và màu xanh như này bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên hoặc hàng về theo lô. Dây này của nó là dây béo nhá. Đấy, các bác có thể giật này, xoắn này, thoải mái cho các bác luôn. Dây to, đẹp, bền, chắc chắn. Đấy và có 3 đầu nhá. Đấy, có 3 đầu. Cái dây này thì giá bao nhiêu nhỉ? 50.000 cho một cái sạc béo như này nhá. Và đầu này sẽ có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo luôn, sạc vào cực kỳ là nhanh luôn nhá. Đầu có đèn báo này, sạc vào cực kỳ là nhanh cho các bác luôn. Đây, có đèn báo các bác này. Đấy, có đèn báo thì ban đêm hoặc là các bác ban ngày các bác cũng có thể quan sát rất là rõ luôn là có điện hay chưa. Đó, và cái dây này thì các bác lên cho em là sạc béo. Dây dài khoảng gần 1 mét nhá. Đấy, khoảng 1 mét, dây dài khoảng 1 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Lấy cái ổ vàng này. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đấy, sạc béo này. Đó, sạc béo, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 một chiếc sạc béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cái ổ điện vàng nhá. Đấy, ổ điện vàng này thì các bác lên cho em là ổ B1 nhá, ổ B1. Ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ B1 như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng ổ điện dùng cực kỳ là thực tế luôn để các bác chiến công trình này. Xoáy em hai cái ốc này ra, sau đó là đấu dây và ổ là xong này. Đập đi này, đập mạnh lên các bác nhá. Phá mạnh lên. Phá mạnh lên nhá. Phá mạnh lên các bác. Đấy. Đập phá cực kỳ là ok luôn. Dòng này của nó sẽ là dòng ổ này nó sẽ là dòng là ổ chống va đập nhá. Ổ chống va đập các bác đập phá thoải mái chưa? Đó. Giá sẽ là 65.000, 1 2 3 chân cắm như này có đèn báo luôn, 3 chân cắm có đèn báo nhá. Lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000 trong cái ổ B1 như này nhá. 65.000 trong cái ổ B1 như này. Ổ này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Giá cũng rất hợp lý thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì các bác về các bác cho em cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây này. Sau đó thì mình đánh rửa kỳ cọ cho em nó rất là tiện này. Đấy, trà này, kỳ cọ như này nó rất là tiện luôn. Đó. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác, chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này nhá, 15k. Đó, thì các bác dùng để đánh này, các bác không cần phải động tay vào xà phòng, cũng không phải động tay vào nước này. Đấy, cứ này là mình đánh kỳ cọ thôi, 15k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sản phẩm găng tay thức ăn. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái nhá. Đấy. Hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là giấy bóng lụa nhá, giấy bóng lụa. Đấy, giấy bóng lụa và giấy bóng nguyên sinh, rất là mềm, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều đi được hết nhá. Đấy, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều đi được hết. Giấy bóng lụa này nó có cái độ co giãn đàn hồi nên các bác đi không lo bị đứt nhá, không lo bị đứt, không lo bị rách này. Đấy, co giãn đàn hồi rất là tốt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, giấy bóng lụa nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Đó thì các bác có thể dùng để làm thực phẩm, chế biến thức ăn này, hoặc là mình dùng đa di năng này dọn dẹp vệ sinh đều được hết. Đấy, các bác muốn dùng vào đâu thì dùng, tại vì một hộp này của nó là tới từ 80 100 cái cơ. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn này. Thức ăn giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 25k nhá, 25k cho một hộp như này. Đấy, từ 80 100 cái.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đây nó sẽ là một cái camera, nhưng mà nó không phải là camera, nó chỉ mang tính chất là mô hình thôi. Có cả cho các bác là điều khiển được chiếc luôn. Đấy thì dòng này của nó thì sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng này. Đấy các bác này. Đấy. Đây. Đấy nó sẽ là cảm biến, ban đêm nó tự sáng. Con này thì nó đang bị hết pin năng lượng rồi. Đấy. Về nhà thì các bác cứ đưa ra ngoài ánh sáng nhá. Đấy thì là nó sẽ có pin thôi, nó sẽ có pin tại vì cái này nó là sạc pin năng lượng. Thế nên là các bác dùng thì nó rất là tiện đây. Đấy. Nó sẽ có các chế độ sáng như này. Đấy dòng này của nó thì nó đang bị hết pin tất rồi. Thì về nhà các bác đưa ra ngoài ánh sáng là xong thôi. Đấy lên mã giúp cho anh em đó là cam mô hình nhá. Giá sẽ là 100.000. Cam mô hình. Cam mô hình này, giá sẽ là 100k. Vừa là cái cam giả đây. Đấy đúng như này luôn. Vừa là cái cam giả để các bác sử dụng và vừa là đèn sáng luôn. Đấy cam giả để mình dọa trộm nhá. Nó có tới là 77 mắt led luôn nhá. 77 mắt led rất là sáng luôn. Đây. Đấy các bác này, 100.000 thôi. Này là cam mô hình chứ không phải cam thật đâu nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa như này. 5 cái đĩa rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Winling hai hình người của Đức nhá. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc là chế biến đồ ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn lả các bác cho vào cho em rất tiện luôn. Combo cho bác một bộ này bao gồm là 5 đĩa, giá sẽ là 120.000. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho bộ 5 đĩa tròn như này rất tiện ích luôn. 1 2 3 4 5. Cái nhỏ nhất thì khoảng 10 cm và cái to nhất thì khoảng là 24 cm. 22 24 cm nhá. Rất tiện ích luôn. 5 cái đĩa như này 120.000 đi đâu mua được các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con bàn là hơi nước mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn là hơi nước mini. Thì con này nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp để mình là quần là áo này. Đấy. Có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây. Đấy, tiêm nước vào đây cho em nhá. Đấy. Tiêm nước vào đây cho em. Xoáy giật cái đầu núm mới ra này. Đấy. Các bác giật cái đầu núm mới ra này. Đấy, sau đó thì các bác cho nước vào là xong. Sau đó các bác lại đẩy vào. Khi các bác ấy thì các bác nhấp này là nước nó sẽ đẩy ra. Ừ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Một cái bàn là hơi nước như này có cả điều chỉnh này. Mâm của nó thì có đầu để tỏa nước này và nóng rất là nhanh luôn nhá. Mâm dày nóng nhanh. 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini này thôi. Giá rất hợp lý các bạn, giá rất hợp lý. Các bác có thể mua để mình mang đi du lịch này, đi phượt này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều được hết. Đấy, mình mang đi mình sử dụng trực tiếp rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá. Đấy, bàn là hơi nước này, mini nhá. Dòng nhỏ mini 135k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát này. Đấy, con này thì rất là tiện, bao gồm là một hệ thống ống dẫn này và một đầu vòi hút như này. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 nhá. Đầu vòi ống dẫn này bằng inox hết nhá. Các bác chỉ cần là bắt vào cái vòi chậu rửa vào cái lỗ chậu rửa là mình là xong. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái hút rửa bát này luôn, rất là tiện ích nhá. Các bạn này. Rửa chén rất là nhiều nên mỗi lần mua về là cả một cam to, mỗi lần sử dụng lại chiết ra một chai nhỏ mà mỗi lần lấy ra sử dụng thì lại hay bị đổ. Thế nên mình đã mua bộ bơm hút nước rửa chén này về cắm vào bình lớn xài luôn được rất là lâu, lại không phải chiết thành chai nhỏ nữa. Mà bộ vòi này cũng là inox 304 cùng màu với cái bồn rửa nên khi lắp vào nhìn cũng tinh tế phết. Được cái là cũng dễ lắp đặt nên vợ mình tự lắp luôn, vừa tiện vừa gọn gàng. 10 điểm nha. Nhà mình sử dụng nước rửa chén rất là nhiều nên mỗi lần mua về là cả một cam to, mỗi lần sử dụng lại chiết ra một chai nhỏ mà mỗi lần lấy ra sử dụng thì lại hay bị đổ. Thế nên mình đã mua bộ bơm hút nước rửa chén này về cắm vào bình lớn xài luôn được rất là lâu, lại không phải chiết thành chai nhỏ nữa. Mà bộ vòi này cũng là inox 304 cùng màu với cái bồn rửa nên khi lắp vào nhìn cũng tinh tế phết. Được cái đấy, rất là tiện các bác nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 70.000 thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là lắp vào cho em là xong. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện này. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ bàn chải như này, bao gồm cho các bác là một đầu bàn chải, bốn cái một máy và bốn đầu bàn chải và một cái cáp sạc nhá. Đấy, đầu bàn chải của nó đây, thân máy đây, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, đây các bác chỉ cần là giữ này là nó sẽ lên này. Có chế độ 1 2 3 4 5 này, có 5 chế độ cho các bác luôn, tùy chỉnh nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ bàn chải điện như này bao gồm cho các bác là 4 bàn chải như này nhá, 4 bàn chải, một thân máy, một cáp sạc cho các bác luôn, đầy đủ combo cho các bác như này. Giá sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Đấy, lên cho em là bàn chải điện này. Đó, bàn chải điện giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nha. Lên mã thì em bàn trả điện. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là Kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là Kia. Cái vật vật mũi đứng nhá, vật mũi đứng thì đây nó sẽ là một con vật mũi như nào. 70.000 đúng không? Vật mũi đứng nhá. Đấy thì sẽ là một vật và một cái đế như này, một vật một cái đế sạc như này. Cái đế sạc này thì về nhà các bác cắm vào củ sạc điện thoại cho em. Đấy. Con vật này thì rất là ngon luôn, có chế độ bắt mũi tự động này. Đấy. Có chế độ bắt mũi tự động và các bác chỉ cần là bật lên như này, sau đó thì cắm đặt vào cái đế sạc như này thì khi mà ban đêm ấy con mũi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại này, nó sẽ bay vào này. Đấy. Còn ngoài ra thì các bác có thể dùng chế độ vật mũi như bình thường. Vật mũi như bình thường đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là bắt mũi tự động là lên đèn này. Đấy, lên đèn như này và một chế độ bắt mũi bình thường. Đấy, có đầy đủ các cái chức năng cho các bác luôn. Một con vật vật mũi đứng như này, giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi nhá. Vật mũi đứng 150.000. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá, 150.000 cho con vật mũi đứng như này thôi. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các bác hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác ngoài dòng ổ điện chống va đập các bác nhá. Đấy, ổ điện chống va đập. Đấy, thì các bác lên cho em là ổ điện chống va đập nhá. Đấy, đây sẽ là một con ổ điện cực kỳ là chất lượng của các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt cho một cái ổ điện như này. Đấy, một ổ điện như này. Về nhà thì các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra này, xoáy hai cái ốc này ra. Sau đó thì các bác bắt dây vào đây cho em xong. Đấy, đầu dây đầu giếc của nó cực kỳ là chắc chắn luôn, có đèn báo nhá, có quay đeo như này. Hàng này thì nó là hàng chống va đập. Đấy, các bác nghe cái tiếng em đập là các bác đã biết rồi nhá. Đấy. Thoải mái cho các bác đập luôn. Đấy. Đánh rơi đánh giếc các thứ các bác dùng thoải mái nhá, hàng ốp nhá. Đấy, nhựa của nó cực kỳ chắc chắn luôn và rất là bền bỉ ngon lành cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ B1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ B1 này. Đấy, ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ điện B1 như này. 65.000 trong cái ổ điện B1 như này. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 chân cắm nhá và có một cái chân 3 chân như này để các bác dùng để cắm các cái dòng ổ điện khó này. Còn lại là nó sẽ là dòng 3 chân như này. Dòng này của nó thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là chiến công trình thì rất là ok nhá. Đập phá thoải mái luôn, không hề có một vết xước luôn nhá. Đấy, lên cho em là ổ B1 giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 trong cái ổ B1 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thì các bác lưu ý là bên em có cả một cái ổ điện vàng 5 chân nữa nhá. Đấy thì các bác lưu ý xem lưu ý không lại bị nhầm lẫn nó mất công nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, các bác bôi vào thì nó giúp cho làm nóng cơ thể này, rồi đánh tan các cái phần đau như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều là khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng thì của Hàn Quốc đây. Đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ vai gáy này, rồi các cái khớp tay khớp chân này đều khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Để các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng của Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Dòng này của nó thì thị phần của nó là bán chạy số 1 Hàn Quốc luôn. Và bên shop cũng bán rất là nhiều cái mã này rồi. Đó, thì các bác yên tâm sử dụng, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Dòng nóng Hàn Quốc giá chỉ có 40k cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã nước hoa này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái dòng nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai. Dòng này nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 65.000 cho một hộp như này thôi, bao gồm 5 lọ luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này là nước hoa chiết, nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn, rất là thơm. Thì các bác có thể lăn ở các cái vị trí mà mình muốn sức nhá. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Đấy, mỗi lần đi thì các bác dùng cho em một mùi hương nhá, rất là đẹp, rất tuyệt vời và rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai này, made in Dubai nhá. Giá sẽ là 65k cho một hộp nước hoa Dubai như này. 65.000 cho một hộp bao gồm 5 chai. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 65.000 cho hộp 5 chai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Đấy, bộ ba nước hoa thì dòng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá.
hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Bộ ba nước hoa 150.000. Đợt trước bên em đang bán 150.000, đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn nhá. Chỉ có 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 chai và mỗi chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30 ml các bác nhá. 30 ml, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thôi nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác có thể mua để làm quà mùng 8 tháng 3 này, hoặc là mua để dùng cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, dùng quà cho chị em hoặc là mua cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Lên xem là bộ ba nước hoa nhá. Đấy. Bộ ba nước hoa. Bộ ba nước hoa bên em đang bán là 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 130.000 thôi. 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba nước hoa nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì một hộp này sẽ là 30 chiếc và bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 110.000. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Thì hôm nay bên shop sẽ xả cho các bác giá chỉ còn 100.000 cho một hộp 30 chiếc này thôi nhá. 100.000 cho một hộp 30 chiếc như này. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Có đầy đủ màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Bàn chải thì của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea có này. À, nó bán cho các siêu thị Việt Nam mình là 36.000 đồng nhá. 36.000 đồng. Đấy, Korea đây các bác này. Đấy, Korea Hàn Quốc nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán theo combo cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Bán theo combo cho các bác, đợt này bên shop về cho các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Mua 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 này. Đấy. 10 cái thì sẽ là bằng 40.000 và mua cả hộp như này là 30 chiếc nhá. 30 chiếc này. Đấy, 30 cái, giá chỉ còn lại là 100.000 thôi. 100.000. Đấy, 100.000 cho 30 cái bàn chải, 30 cái bàn chải này. Mua về dùng quanh năm ngày tháng luôn nhá. 100.000 cho 30 cái bàn chải như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là tiện ích cho các bác nam giới nhà mình. Đấy. Các bác nam thì dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt là bác nào nhiều râu nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Có lô em về thì là 36 lưỡi và thấp nhất nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi kép này. 30 lưỡi kép như này nhá. Kèm thêm cho các bác là một cái bàn cạo và một lọ kem như này. Và giá thì chỉ có cho các bác cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 thôi, chỉ có 60.000 cho một combo như này. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi kép, tha hồ cạo râu cho các bác luôn, cạo quanh năm ngày tháng luôn, một lọ kem và một bàn cạo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 30 lưỡi kèm thêm bộ sản phẩm như này. Giá chỉ có 60.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp kem đó là bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Giá cực kỳ là hạt rẻ, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Hũ gia vị thì giá sẽ là 15.000 cho một hũ gia vị như này. Cái này rất là tiện các bạn. Đấy, thì các bác dùng rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đậy cái nắp này vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình dùng như này. Đấy, nắp của nó đây. Đấy, thì ví dụ như các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều rồi các loại hạt ngũ cốc các thứ. Đấy, các bác đựng vào đây rất là tiện, có thìa cho các bác xúc luôn. Đó, giá thì chỉ có 15 cành thôi nhá, 15 cành cho một cái hũ gia vị như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị, giá sẽ là 15.000. Đó, hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó, hũ gia vị giá sẽ là 15.000 cho một cái hũ gia vị như này. 15.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm của Đức, đó là đầu tiên nó sẽ là bộ thìa Đức này. Bộ thìa Đức một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng 5 chiếc thìa đẹp như này. Một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. Đấy, 55.000 cho một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Đấy, 55.000. Đó, tính ra vào chỉ có 5 chiếc thìa như này mà 55.000, tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một chút thôi là các bác đã có một cái thìa đẹp như này rồi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức, tha hồ thoải mái bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Đấy, vừa phải và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 55.000 cho một cái bộ thìa Đức này nhá. 55.000 cho một cái bộ hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp đũa nhá. Đây, hộp đũa này thì nó sẽ một combo cho các bác bao gồm là 5 đôi, 1, 2, 3, 4, 5 đôi. 5 đôi đũa như này giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 đôi đũa như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Hàng cũng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, Su 304 nhá. 60.000 cho một hộp 5 đôi đũa inox như này. Các bác dùng nó cũng rất là tiện để các bác dùng ăn cơm ăn nước này.
Đấy, nó không bị nấm mốc, không bị các cái gọi là vi khuẩn xâm nhập nhá. Lên cho em là đũa đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái hộp đũa inox như này, 60.000 cho bao gồm 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bộ nam khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, nam khay inox siêu mỏng. Bộ này thì giá chỉ có 60k thôi, hàng cực kỳ hàng rẻ cho bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái khay inox luôn, 5 khay inox nhá. Đấy thì nó sẽ là khay nào vào nắp đấy luôn, khay nào vào nắp đấy nhá, rất là tiện dụng luôn. Có khay có nắp cho bác luôn. Đó, và khi các bác không sử dụng nữa thì mình xếp vào nó rất là gọn này, xếp vào rất là gọn này. Các bác có thể mang đồ ăn đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc là sử dụng đồ ăn mình bỏ vào tủ lạnh cũng rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng này, bộ 5 khay này. Đó, 5 khay inox nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 60k nhá, 60.000. 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thải miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng, 50 miếng dán thải độc chân như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác dùng mình dán lên các cái gan bàn chân cho em. Đấy, dán lên gan bàn chân thì mình giúp cho các bác là chống đau mức đau nhức đau mỏi chân, dùng nó rất là tốt luôn. Đấy. Đây thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân này. Các bác lưu ý không lại nhầm với dán ngải cứu nhá. Đây là miếng dán thải độc chân. Giá sẽ là 40k cho một hộp này, 50 miếng chỉ bằng một bát phở thôi, các bác nên sử dụng rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo hộp đỏ đây nó sẽ là một cái kéo rất là đa di năng cho bác luôn. Thì các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây, tỉa cành làm vườn nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một em kéo hộp đỏ như này. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, thân kéo thì ốp gỗ nhá, thân kéo bằng ốp gỗ hết này và hàng liền thân này. Đấy, hàng gia công cực kỳ là tỉ mẩn và chắc chắn cho các bác luôn. Cắt thì rất là ngon luôn các này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất là bén luôn nhá. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, chữ triện của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ này, nó đựng trong một cái hộp đỏ như này. Đấy, thế nên bên em lên tên nó là kéo hộp đỏ luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150k cho một con kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ nhá. Hộp đỏ giá sẽ là 150k. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic đầm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Nhá. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc vào đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên, xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần. Thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho các bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su.
giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên trên là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên trên là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy nhựa đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê, rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc, rồi nước chè nước trước các bác bỏ đây cho em. Đấy, mình đựng nước uống rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này, rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng để massage này rất là tiện các bác. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đấy. Rất là mạnh. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này. Để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm, đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác.
ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bạn này, hình khẩu súng như này. Lên theo là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy. Hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180 kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000, cân sức khỏe này. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy, có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trang là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ, lớn bé, mẹ con, dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy.
110.000 cho một cân như này đây, một cân như con này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng, mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên, 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000.
5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5 mét này, 7,5 mét thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10 mét thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7,5m là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5m này. Đấy con 5m các bác nhá. Đấy con 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7,5m này sẽ là 50.000 này. 50.000 trong cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái đèn mang sông nhá. Con này thì một cái dây vàng như thế này. À, giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 125.000. Đấy. Hả? 120.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Ánh sáng của nó là ánh sáng vàng này, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn. Và màu của đèn thì nó sẽ là màu đỏ đậm như này, màu đỏ tươi này. Đấy, rất là đẹp nhá. Con này thì có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn, có điều chỉnh chiết áp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đấy, các bác có thể đeo lên như này và có cáp sạc cho bác luôn, có cáp sạc, có điều chỉnh chiết áp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc nhé, ship code toàn quốc cho các bác luôn. Đơn từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi, bán hàng rất là dễ tính thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, đèn mang sông này. Đó, đèn mang sông giá sẽ là 120k cho em, đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và nó sẽ có ba cánh có điều khiển liên kết cho các bác làm hoàng nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác này, rất sáng luôn, và có thể điều chỉnh này, có thể điều chỉnh ngoắt nhéo xoay 360 độ các kiểu con này điều luôn, và rất là sáng nhá. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái đầu sạc vào đây cho em này, đầu sạc năng lượng mặt trời cắm vào đây cho em. Đó là nó sẽ tự sạc thôi, không tốn 1.000 tiền điện nào cả. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là hợp lý đấy các bác. Mình dùng để sử dụng trong các cái ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các cái khu vực nào cần phải chiếu sáng thì các bác dùng con này cho em. Có điều khiển nước thiết đàng hoàng nhá. Đấy, lên trên là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn năng lượng ba cánh này, đèn năng lượng này. Đèn năng lượng này, năng lượng ba cánh nhá. Đèn năng lượng ba cánh giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã bóng đèn này. Đấy. Một số cái mã bóng đèn đây. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái bóng đèn con này nó sẽ là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini nó nhỏ thôi, công suất của nó sẽ là, con này thì siêu tiết kiệm điện luôn. Công suất của nó sẽ là 12W các bác. Đấy, 12W, 4 cánh nhỏ gọn này. Đấy, 12W các bác có thể dùng để mình công suất của nó sẽ là, à con này là 28W các bạn, 28W nhưng mà nó phải sáng như kiểu là 560W các bạn, rất là sáng luôn. Và nó lại rất là nhỏ gọn thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đây.
Đấy, em bật lên cho bác, rất là sáng luôn. Nó sáng tương đương với quả 450W luôn các bạn. Đấy, mà chỉ có 28W thôi. Sáng chói chang luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là sáng luôn nhá. Và có thể gấp gọn như này thì các bác có thể dùng các cái khu vực vị trí nào thì tùy tùy ý mình nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W, rất là sáng luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 4 cánh. 40.000 nhá. Các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini này. Đấy. Bóng 4 cánh mini, bóng đèn này. Đấy, bóng đèn 4 cánh này. Bỏ trong cái ba màu này. 4 cánh mini nhá. Đấy, bóng cánh 4 cánh mini giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái quả 4 cánh mini như này. Đó. Tiếp theo thì bỏ cả cái đèn học này. Đèn học ơi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con bóng 3 màu nhá. Con này là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho con bóng 3 màu như này. Đấy, các bác có thể lắp ở đây này. Sau đó thì mình bật này. Đấy, màu đỏ này. Đấy, màu trung tính này. Màu trắng này, màu đỏ này. Đó. Ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính nhá. Nó có 3 màu như này. Con này thì với là công suất là 12W nhá. Đấy, con này là công suất là 12W các bác này. Đấy, công suất này thì con này công suất của nó là 12W nhưng mà cũng rất là sáng luôn. Thì con này dùng cũng khá là tiện. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng ở cái khu vực nào mà cần chiếu sáng mà cần vừa phải ánh sáng thì rất là hợp lý luôn, ngoài cổng ngoài cửa, và nó 3 màu như này thì dùng nó cũng rất là thích. Ví dụ như các bác muốn tăng cái độ ấm thì mình dùng cái màu vàng cho em. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu công giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bóng 3 màu. Đó. Bóng 3 màu giá của nó sẽ là 30k. Con này thì nó nhỏ thôi nhá, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Bằng hai ngón tay như này nhá, bóng 3 màu 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận đây nó sẽ là một con đèn học rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Công suất của nó thì nó sẽ là như con đèn như này. Đấy, và cũng khá là sáng nha, các bác có thể dùng để cho các em học bài này, đọc sách cái thứ rất là ok luôn, rất sáng các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Ánh sáng của nó là 4.000 đến 4.500K, là một cái dòng ánh sáng phổ thông, rất sáng luôn các bác này. Đấy. Và có cảm biến bật tắt nhá, có cảm biến bật tắt và có cả cái khay ở đây để các bác đựng bút. Và đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đấy. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k cho con 100k cho con đèn học chống cận như này, có cả cáp sạc cáp xước đầy đủ cho các bác luôn. Có dây cáp sạc các thứ đầy đủ về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích cho các bác luôn. Đèn học chống cận. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận này. Đèn học này. Đèn học chống cận giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt, con này thì nó là vừa là đèn bão và vừa là có cả quạt luôn. Đấy, đề phòng khi mà mưa gió bão bùng này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, kéo lên phát sáng trưng luôn nhá. Đấy, và có cả quạt luôn. Quạt thì rất là mát các bạn. Đấy, quạt rất là mát luôn các bạn này. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác biết rồi. Và thời gian mát của nó thì từ 3 đến 5 tiếng. Thì nhà mình có người già hoặc trẻ em khi mất điện các bác dùng rất là ok. Hoặc là khi nào hết pin thì các bác có thể lắp thêm pin con thỏ vào đây nhá. Lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đó. Mất 3 của pin con thỏ nhỏ nữa thì các bác có thể dùng tiếp được khi mà nó hết pin năng lượng, hết pin tích, thì nói chung là nó rất là đa di năng cho các bác luôn. Một con đèn như này nhá. Đấy, có quai sách quai cầm đàng hoàng nhá, có quai sách quai cầm như này rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn bão quạt này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn bão quạt đây, để này ăn cơm ăn nước rất là tiện, có pin năng lượng mặt trời cho bác luôn. Và con này nó sẽ có sẵn dây cáp sạc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, cắm sạc vào cho em là xong nhá, rất là tiện luôn. Đèn bão quạt giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho một con đèn bão quạt như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá, đèn bão này. Quạt giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão quạt như này. Con này cũng có sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện dụng cho các bác khi mà các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Đấy, đây nó sẽ là một đầu vòi và ba đầu kết nối như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k. Đây nha, là vòi tưới cây tăng áp bằng đồng. Đấy. Về nhà thì các bác có những cái đầu để các bác kết nối với nguồn nước này, và nó sẽ chia ra là xịt thẳng này, xịt hoa sen và xịt tưới cây này. Đấy, rửa xe và các đầu kết nối như này nhá, rất tiện ích luôn. 50k thì cái vòi tưới cây như này. Nhà bác nào cũng có nguồn nước, cũng có đầu vòi để tưới tắm các thứ thì dùng nó rất là tiện. Rồi, ok.
Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em này lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ yên tâm mua hàng thôi. Rất đơn giản, chỉ có 200.000 trở lên đã bao ship cho các bác luôn. Đó, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây các số hotline của bên em này. Này thì bên shop cập nhật một số mã hàng mới này. Đấy, bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kéo của Nhật này. Đấy, mẫu này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Mẫu này cao cấp hơn một chút, đấy, hộp đựng các thứ đàng hoàng. Rất là đẹp luôn. Đó, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, con này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đầu có đai điếc đàng hoàng con này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này là thép SK5 không gỉ. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Thép SK5 như này đó. Thì bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu kéo vàng thường và một mẫu kéo vàng dòng cao cấp đây. Đấy thì có hai mẫu như này thì em sẽ lên cái này thì nó sẽ là kéo bếp vàng rồi. Con này thì em sẽ lên nó khác tên đi một chút. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Đấy, nó có cái chức năng là khui bia này, đấy khui bia này, cắt gà này và mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi đánh vảy cá này, rất là đa di năng luôn. Một con kéo cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn con này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó, các cái dây bóng dài mỏng như này cắt được hết nhá. Rất là ngon cho các bác luôn đây. Đấy thì hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đấy, thép SK5 không gì. Nó có cái chức năng khui bia ở đây cho nên là các bác lên cho em là kéo khui bia. Giá sẽ là 75k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo khui bia này. Kéo khui bia. Đấy, kéo khui bia giá của nó sẽ là 75k nhá. 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá của nó sẽ là 75k. Con này thì dùng thì cực kỳ chất rồi các bác này. Đấy, cực kỳ chất cho các bác luôn. Thép SK5 không gì nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Ngoài ra thì bên shop có cái con kéo này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 35.000 cho một con kéo bếp vàng này thôi. Hàng này nó cũng là hàng của thương hiệu của Japan, của Nhật đây. Đấy, và thép SK5 không gì nhá. Cái này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, nó đựng trong một cái vỉ như này các bác này. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. Kéo bếp vàng này cũng đều là hàng của Nhật nhá. Đó, kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35k. Đó, 35k cho mỗi em kéo bếp vàng như này. Còn con này các bác lên cho em là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn. Đấy, lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng có tích điện cho các bác luôn. Có tích điện đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá. 120W. Và có tích điện các bạn. Đấy, có 3 chế độ sáng này. Có chân sạc cho các bác luôn. Các bác có thể dùng chân sạc này và có cả điều khiển luôn nhá. Điều khiển đây. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy thì một cái con đèn tròn như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000 trong cái đèn tròn như này thôi. Đấy, dung lượng pin của nó thì sẽ là 2.500 mAh này, 2.500 mAh. Hàng thì nó sẽ là một đèn như này. Con này thì có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, có sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Và công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W luôn. Rất sáng quá nhá, rất sáng. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Và có nhấp nháy nhá. Đấy, nhấp nháy cảnh báo các bác này. Rất là an toàn luôn. Thì các bác có thể dùng thì mình sử dụng các cái công việc đều rất là tiện, đặc biệt là các bác đi ngoài đường này hoặc là sử dụng ở nhà ăn cơm ăn nước thì chỉ cần treo lên này cho em là xong. Đó, có sạc năng lượng mặt trời luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đấy, đèn tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là bóng tròn nhá. Bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Các bác lên cho em là bóng tròn này. Đó, bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bóng tròn như này nhá. 80.000 cho cái bóng tròn như này thôi. Đó, bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lọ keo đa năng xanh như này có nhá. Keo đa năng xanh như này. Con này thì được dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng xanh này. Đó. Keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k trên một típ như này thôi. 20.000 cho một típ như này và lấy từ 3 típ trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 típ keo như này.
Con này thì rất là đa năng luôn. Các bác có thể dùng trên để gắn tất cả các chất liệu đều ok hết nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Giới thiệu với các bác một lỗ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lỗ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Đó, dưới rất dính cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó là dòng khóa đặc biệt và rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là sử dụng là khi mà mình sử dụng bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường nhá. Và khóa của nó là khóa rãnh chìa này thì rất là tiện ích luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là mở này cho em. Đấy, thì khi mà các bác đóng mở bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường như này. Khi mà các bác đảo chiều như này thì nó sẽ hú này. Đấy các bác nhá. Đấy. Có thấy không? Đó. Đấy. Và nó sẽ hú rất là lâu. Đấy, thấy chưa? Có thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Tức là có người chạm vào là nó sẽ kêu. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác muốn dùng tính năng chống trộm chống giếc thì con này nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Chỉ có 80.000 thôi các bạn. Đấy, khá là tiện ích cho các bác sử dụng. Mình có thể sử dụng lâu dài và có tới 3 chìa liền nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Thì các bác cũng nên sử dụng nó khá là phù hợp trong cái điều kiện sử dụng mà khi mà mình đi ra ngoài mà cần phải có chức năng là còi hú cảnh báo chống trộm thì các bác dùng con này chị em rất là tiện luôn. Đó, nên mã giúp em đó là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này, khóa chống trộm, khóa chống trộm giá thì chỉ có cho các bác là 80k nhá. 80k cho mấy em khóa chống trộm như này, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, rất tiện ích và rất phù hợp với công năng và nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhá. Đấy, khóa chống trộm 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cuckoo của Hàn Quốc này. Công suất của nó thì nó sẽ là 1500W này. Đấy, 2,5 lít nhá. Đấy, 1500W và 2,5 lít. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Đây. Đấy sẽ là một con ấm như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con ấm Cuckoo như này nhá. 130k. Đây các bác giải ra cho em này. Đấy, bên trong của nó này, đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Bên ngoài thì bằng nhựa chống nóng nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Cuckoo này, 220V này, 1500W và dung tích của nó sẽ là đây. 2,5 lít thao thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây cái đế của nó đây các bác này. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, một con ấm siêu tốc như này. Có lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000, rất hợp lý cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Cuckoo này thì khá là phù hợp cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, đun nước, đun nôi rồi pha trà rồi đun nước tắm như tiếp, rất là ok. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k cho một em. Đấy, 130.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này bên shop sẽ bán theo combo. Các bác phải thay cho cả kết nối vào cả hai dây luôn. Giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40k trên một cái. Đấy, 40.000 trên một cái như này. Chống giật nóng lạnh rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Là cái bình nóng lạnh này, máy cũ hay là máy mới? Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng. Vít trực tiếp van chống điện này vào. Nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhập để đảm bảo áp chống giật của sinh nhật thâm quyến Trung Quốc để đảm bảo an toàn phòng chống điện giật và cháy nổ thì anh em đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Con này thì giá chỉ có 130.000 nhưng con đèn wifi này thôi, một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện này. Đấy, hàng của Đức xuất sang Nhật này, made in Germany các bác này. Đó, con này dùng rất là ngon cho các bác luôn. Đấy, đây đầu của nó này. Đây, ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, pha của nó thì khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn các bác này. Đó, và con này thì cái pha của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Pha của nó bằng hợp kim, rất là giỏi cho các bác luôn, các bác thấy không? Đó, pha rất là ngon nhá. Đấy, pha rất là gọi, các bác có thể tùy chỉnh pha này, rất là ngon luôn.
Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cảm biến nhá. Đây, các bác cứ gạt qua này nó sáng này, gạt qua này nó tắt này. Rất tiện luôn. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Pha của nó thì cũng khá là giỏi luôn và rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang đây, đèn rất là sáng luôn các bác ạ. Đấy, đèn rất sáng luôn, các bác theo. Đó, rất sáng luôn nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đoàn đèn wifi nhá. Có dây đeo dây điếc cho các bác đàng hoàng luôn. Đấy, có dây đeo dây điếc đàng hoàng, có báo pin nhá. Đấy, có sạc vào và có cả sạc ra cho điện thoại luôn. Có sạc vào sạc ra cho điện thoại đầy đủ. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Cái tô vít vạn năng. Con này thì rất là tiện. Giá chỉ có 80.000 cho con tô vít vạn năng này thôi. 80.000 các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 8 đầu tô vít này. 8 đầu tô vít như này. Đấy. Thì các bác dùng nó rất là sướng. Mình dùng một con tô vít như này to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đều được hết nhá. Đấy, các bác không cần phải quá nhiều chi tiết làm gì cả, không cần phải dùng quá nhiều thứ. Đấy, mang đi một cái tô vít lằng ngoằng các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề sửa chữa. Và đây nó sẽ có một cái đầu đèn đây này, các bác về lắp pin vào. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Tô vít đa năng, đấy, tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con tô vít vạn năng như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Con này thì rất phù hợp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý các bác. Anh chị đã quan tâm đến shop theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì các bác lưu ý cho em là đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. 100, 700, 800, 900, 200 thì các bác cứ làm tròn lên cho em là 200 là được. Đó. Còn dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship, nên em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về lâu chờ đợi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Hàn. Dòng của Hàn Quốc này thì chuyên là làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% và con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đấy, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 trong lọ kem đánh răng Hàn Quốc chuyên làm trắng răng. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Thị phần bán của nó là số 1 Hàn Quốc luôn nhá. Và chuyên làm trắng răng không nhá. Đấy, bác nào mà răng ố vàng rồi răng xỉn, răng bị ố vàng lâu năm thì các bác cứ dùng cái này cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 hộp là sẽ khỏi hết luôn. Đấy, chuyên chống viêm ố răng không nhá. Đây, hàng made in Korea này, made in Korea. Giá sẽ là 40.000 nhá. Con này thì đợt này hàng nó sẽ về cao hơn một chút nhá. 40 thì đợt này về nó sẽ là lại là 50.000 nhá. 50.000. 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hàng kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, con của Nhật này thì nó sẽ là dòng chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy, nó sẽ là màu đỏ này. Tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật và hàng của thương hiệu Sunstar này. Sunstar này thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Hai cái mẫu này thì nó đều không có niêm phong đâu nhá. Đấy, hàng nó sẽ không có niêm phong các bác. Đấy, và nó sẽ là hàng trực tiếp không có niêm phong. Còn về nhà các bác lại bảo là xé mất niêm phong thì nó không đúng. Đấy. Và con này thì sẽ là 70.000. Con đánh răng của Nhật này thì nó rất là thơm các bác, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho lọ kem đánh răng Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 120g. 120g các bác này. Đấy. Hàng thì nó cũng là hàng made in Japan này. Đấy, 170g nhá. 170g. Hàng made in Japan, về nhà các bác lấy chữ hu của Google dịch cho các bác dịch này. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan, 170g. Đấy, còn con này của nó thì sẽ là 120g nhá. 120g. Con của Hàn Quốc này sẽ là 120g. Đó, 50.000. Con của Nhật này là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu này. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Con này thì dòng này là 12 chi tiết. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới thì các bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nguyên một cái tay công như này nó sẽ bán cho các bác khoảng 100 đến 120.000. Đây mà các bác mua cả một cái bộ khẩu đầy đủ các chi tiết như này cho em. Đó. Đây là tay nối dài này, tay nối dài đây các bác này. Đấy, và một tay công này, các bác này. Đấy, tay công đây. Hàng thì của nó sẽ là hàng mạ chrome nhá. Đấy. Hàng mạ chrome cho các bác luôn, sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây các bác này. Đấy, có tay xoáy nhanh, tay đảo chiều, hàng mạ chrome cho các bác luôn. Đấy.
Đây các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy, lắp trực tiếp vào đây mình sử dụng này. Đấy, hoặc là qua tay công này. Có đảo chiều luôn nhá. Có xe nhanh có đảo chiều luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua nguyên một con này thôi. Giá của nó đã phải là 100 giá của nó sẽ là phải là khoảng mua một tay công này nó sẽ vào khoảng 120 150 rồi. Đấy, thế mà cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết. Giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Khẩu 12 160k nhá. 160.000 cho khẩu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ V46 bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 40 đến 46 chi tiết nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, đầu vít này rồi là đầu khẩu này. Đầu vít đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi đầu công đầu kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Chọn bộ như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000. Nguyên cái đầu vít này các bác đã có cho các bác là 22 đầu vít rồi. Đầu vít này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp cái tay tô vít này để các bác lắp vào mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ là lẫy bi, lắp trực tiếp cái này và sử dụng này. Hoặc các bác có thể dùng cái tay xoáy nhanh này, đây. Tay xoáy nhanh các bác này. Đấy, dùng cái tay xoáy nhanh này. Đấy, con này cũng có xoáy nhanh có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu công này, đấy đầu công như này. Nói chung là con này đa di năng lắm, các bác lắp vào đâu cũng được, sử dụng vào đâu cũng được, nó rất là tiện luôn. Đó. Và có cả cái tay ngoắt nghéo này để các bác luồn vào các cái vị trí khó này, tay ngoắt nghéo này để đưa vào các vị trí khó nữa. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bây giờ các bác mua một cân tô vít bình thường cũng đã 101 rồi. Đấy. Thế mà đây cả một cái bộ vít như này có cả đầu khẩu nhá. Đấy, đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt rất là ok. Giá thì sẽ là 130.000 được nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là 130.000. Đấy, có tí ship hàng. Lên cho em là V46 nhá, đỡ bạn chưa? V46 130k. Đấy, 130.000 cho bộ V46 này. Một cái bộ vít đẹp tuyệt vời như này chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, rất là nhiều các cái đấy, của nó hàng Kabushi Japan của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 101 nhá, 110.000, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Rất đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Cắt ống nước cực kỳ là ngon, bác nào dùng để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lặt vặt ống nước như trong gia đình thì nên có một con này, mua một lần dùng cả đời. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo 42 nhá. Đấy, kéo ống 42. Đấy, cắt được từ ống 42 trở về em lấy tên luôn, kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một em kéo ống 42 như này, siêu tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá. Đấy, giá trị thì chỉ bằng một bát phở nhưng mà giá trị mua thì chỉ bằng một bát phở nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bằng cả một cái bệnh viện Bạch Mai luôn. Đó, tại vì khi các bác bị bệnh mà ốm thì đi bao nhiêu tiền cũng hết. Đấy, nhưng cái này thì nó sẽ là phòng bệnh cho các bác rất tốt luôn. Đặc biệt là mùa đông miền Bắc này thì lạnh thì các bác dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc. Đấy thì các bác dùng cho em trong vòng là 25 lần. Đấy là dùng hai chân. Đấy và giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Đấy, miếng dán thải độc cực kỳ là tốt luôn, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp 50 miếng dán thải độc như này bằng đúng một bát phở Hà Nội luôn. Em bảo chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Ở đây có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố.
Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đó, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 4.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo ốp la nhé. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Ở đây thì nó sẽ có sẵn ốc và cái quai bằng nhựa chống nóng rồi. Các bác lắp vào đây cho em xong này. Ở đây thì nó sẽ có là tráng đá chống dính cực kỳ là an toàn luôn, tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Đó, đây tráng đá chống dính rất an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Các bác buổi sáng này mình ví dụ như nhà có 4 người, các bác cho chảo lên bếp này. Đấy mình đun lên. Đó, và tráng 4 quả trứng nhá. Đấy 4 quả trứng chẳng hạn thế, rất tiện ích luôn. Hoặc các bác có thể dùng để làm bánh này, làm bánh làm biếc cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Đấy rất là tiện ích luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái chảo ốp la như này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con cốc tự khuấy như này. Con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 300 gần 400 ml nhá. Đấy, dung tích của nó chính xác là 380 ml, rất là to luôn. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Thì các bác chuyên dùng để mình pha cà phê rồi pha trà rồi nói chung là các loại thức uống mà cần phải nguấy thì các bác cho và lắp pin vào cho em là xong. Khi rửa thì các bác tránh nước vào cái phần đít này là xong nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện ích, ví dụ buổi sáng các bác dùng ly cà phê. Đấy các bác cho trực tiếp vào đây cho em. Đó, vừa có nắp đậy giữ nhiệt tốt nhá và rất là tiện ích luôn. Chỉ cần khuấy lên như này cho em là xong này. Đấy, bật này. Ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm này, có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, bỏ vào là nó sẽ khuấy cho các bác và rất tiện ích luôn. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn bưng bê cực kỳ là an toàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 trong con cốc tự khuấy như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90.000 cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 một em nhá, 90.000 một em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc, dung tích của con này sẽ là chiều rộng của nó là 70, chiều dài là 1m4, to như cái bàn luôn các nhá. Đấy, to như cái bàn luôn đây các bác này. Đấy, 70 1m4, hai mặt, một mặt bông mịn, một mặt bông thô. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 40.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một khăn mặt thường ở ngoài cửa hàng cũng đã phải mất đi là 10-20.000 rồi. Thế mà đây một khăn tắm to đại choác như này. Hàng thì của Hàn Quốc, chất liệu sợi bông thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đó, mềm mịn, thấm hút nước rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên em đang thanh lý tri ân gửi tới các bác cái giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất hợp lý rồi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với là 140 cm. Giá sẽ là 40.000 trên một em nhá. 40.000 trên một em. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ rổ đây. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá, rổ vuông. Con này thì hàng nhựa Việt Nhật này. Đấy, không cần phải bàn nhiều. Đây. Như này là các bác xem thực tế luôn nhá. Đấy, thực tế luôn chứ không phải bàn làm gì cho nó mệt này. Đấy các bác thấy không? Đấy. Chất liệu nhựa của nó khỏi phải bàn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này, đó, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi luôn. Ở đây nó sẽ có 3 đôi. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, tức là 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Này mà các bác dùng để ăn rau ăn dạ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rau sống, rau xiếc rồi nói chung là đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Nhựa nguyên sinh, an toàn. Đấy, các bác không đựng đồ nóng là được, còn đồ lạnh rồi thực phẩm các thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch thì bên em có hai mẫu. Một là cái này thì nó sẽ là một cái dòng ba lô các bác lên cho em đó là ba lô tím nhá. Ba lô tím này. Đấy. Con này sẽ là ba lô tím này. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000, 120.000. Đó, cho một con ba lô tím như này. Con này thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây này. Một ngăn phụ bên hông này, căn bên này thì để các bác bỏ giày này, bỏ giày dép vào đây này. Đấy. Bỏ giày dép vào đây. Bỏ giày dép vào đây cũng rất là tiện luôn. Đó, đây. Ở đây thì các bác bỏ giày dép vào đây cho em, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Cái ngăn này các bác bỏ giày vào đây nhá, bỏ giày dép vào đây rất ok luôn. Và bên trong này thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to nhá, một ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này. Và có một cái ngăn nhỏ chống nước luôn, ngăn nhỏ có dây bóng chống nước nhá. Đấy, dây bóng chống nước như này. Các bác lên cho em là ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. Đó, 120.000. Và tiếp theo thì con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều cao là 25 cm và chiều rộng cũng vào khoảng là 20 cm. Ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop có cái
bao lô da nhé. Đấy, bao lô da. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da như này. Đấy. Con này thì cũng chỉ có 125.000 thôi. Con này thì nó dài hơn một chút, chiều dài của nó thì vào khoảng là 50 cm. Còn con này thì nó sẽ là 45 cm. Đấy, một con bằng vải và một con bằng da. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bao lô da nhé. Đấy. Nó cũng có cho các bác là một cái ngăn phụ đây, một cái ngăn phụ bên hông này để các bác để giày dép vào đây. Đấy, một cái khuy như này để các bác sọc vào cái vali kéo này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái ngăn to. Một ngăn to như này, và một ngăn to này thì cũng có hai ngăn, một ngăn phụ linh tinh và một ngăn có túi bóng để các bác chứa đồ. Đấy, đây, rất tiện ích nhá. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen nhá, bao lô da đen. Đấy, bao lô da đen như này. Đấy, giá thì sẽ là 125.000, một con thì sẽ là 120 là bao lô tím, còn con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. Đấy, giá sẽ là 125.000. Hai cái mẫu ba lô của bên em rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình đi du lịch. Đấy, du lịch rồi hoặc là đi đâu đó thì rất là tiện. Đấy, đi công tác. Đấy, con này thì nó chất liệu bằng vải nhá. Vải bóng nhá, vải bóng chống nước này. Đấy, vải bóng cũng chống nước luôn. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. À, bao lô tím, giá sẽ là 120.000 cái bao lô tím như này. Đó, bên em có hai cái mẫu ba lô như vậy. Để các bác sử dụng thì các bác tùy theo thích cái nhu cầu của cái dòng nào thì các bác cứ lên mã cho em. Đấy. Con này thì lên cho em là ba lô tím này. Đó. Ba lô tím. Ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là ba lô đen. Đó. Ba lô đen nhá. Ba lô đen, giá sẽ là, hoặc ba lô du lịch da đấy. Chứ em lên ba lô du lịch da. Giá sẽ là 125.000. Hai con chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Rồi, ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng thì rất là đơn giản thôi, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200 là bên em sẽ bao ship. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho bác một cái mã, đó là cái thuốc nhỏ mắt các bác nhá. Thuốc nhỏ mắt, con này thì nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này. Một lọ này của nó là 12ml. Đấy, bổ sung cho các bác vitamin E này, vitamin B6 này, vitamin K này, đấy, NA nữa. Đây nó sẽ là một cái dòng thuốc nhỏ mắt cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tốt đấy. Hàng nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Một lọ này của nó thì rất là nhiều luôn. Và các bác dùng thì rất là thích luôn. Hàng này thì đủ cho các bác về đầy đủ các thông số nhá. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho bác nhá. Đó, đây. Bổ sung các cái dưỡng chất này. Đấy. Vitamin E này, B6 này, NA này, rồi K này. Đấy, đều là các cái dưỡng chất rất là tốt cho đôi mắt của mình luôn. Và một lọ này sẽ là 60k. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là thuốc nhỏ mắt này. Đấy, thuốc nhỏ mắt. Nhỏ mắt nhá. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái lót toilet nhá. Đấy, lót toilet như này. Thì con này nó sẽ là có cho các bác cái miếng dán đi kèm này, có cho các bác cái miếng dán đi kèm ở đây luôn. Thì về nhà các bác chỉ cần bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên cái bệt toilet thì mình là xong. Thì con này nó rất là tiện luôn. Lên cho em là lót toilet nhá. Giá sẽ là 35k. Lót toilet 35.000. Cái này thì nó sẽ là bằng cái dạng như là một cái dòng xốp mềm nhá. Dòng xốp mềm như này thì các bác ngồi nó rất là êm và không bị lạnh nhá, không bị lạnh. Đặc biệt là miền Bắc này mùa đông lạnh thì các bác dùng cái này cho em. Giá của nó sẽ là 35k cho một cái lót toilet như này các bác nhá. Lót toilet 35.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái xi đánh giày này. Xi đánh giày thì giá rất là ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày như này thôi. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này thì con này nó rất là tiện. Đây nó sẽ có cho các bác là một lọ xi như này và kèm thêm cho các bác là một cái miếng bông đây, một cái miếng bông như này. Đấy, thì các bác chỉ cần là bóc cái xi này ra này, sau đó các bác chấm vào, sau đó thì các bác đánh vào giày cho em. Đấy, thì nó rất là tiện ích luôn. Bao gồm cho các bác là combo một lọ xi. Đấy, một cái miếng mút như này để các bác chà đánh rất là tiện ích luôn. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu nhá, một là màu đen, hai là màu nâu. Thì con này các bác dùng chuyên để đánh giày cho em rất là tiện luôn. Đó, hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Biki này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con xi đánh giày này thì nó sẽ có màu đen và màu nâu. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em đó là xi đánh giày này hoặc là xi giày nhá. Xi giày này, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món thì đây nó sẽ là một cái nạo rất là tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món để các bác sử dụng nhá.
Và cái giá thì chỉ có 25.000 cho cái nạo 3 món như này thôi. Giá chỉ có 25k thôi. Đây nó sẽ là một cái nạo đứng này. Đấy, một cái nạo đứng này. Thì cái nạo đứng này nó sẽ có hai mặt, là một là nạo sợi, hai là nạo nạo vỏ bình thường này. Đấy, tiếp theo là một cái nạo này thì nó sẽ là một cái nạo nằm ngang như này, và có cái đầu này để các bác khoáy cái phần sâu này. Đấy, và có cho các bác là một con dao như này, một con dao kèm cái nhíp này để các bác nhổ lông gà, lông gan, lông vịt này. Đấy, và cái này làm lòng gà, lòng cá rất là ok. Đấy, bộ sản phẩm bao gồm là 3 món như này nhá, combo 3 món như này. Mà cái giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác, chỉ có 25.000 thôi. Bây giờ nếu các bác mua một cái nạo thường ở ngoài chợ họ cũng phải bán cho các bác là 20.000 rồi, 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả cái bộ 3 món để các bác làm trong nhà bếp như này mà giá chỉ có 25.000 thôi, 25.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn, các bác lên cho em đó là khăn lau, các bác lên cho em là khăn lau kính nhá. Con này thì nó thấm hút các cái dòng bụi bẩn rất là tốt luôn. Đó, tại vì ở đây nó sẽ là một cái lớp dạng như là một cái lớp xốp này. Đấy, nó nói chung là nó một cái chất để nó hút được cái bụi bẩn cái kính vào, cho nên là khi các bác lau nó rất là sạch và nó không để lại vệt đâu. Đấy, thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Thì các bác chuyên dùng để lau kính này, kính ô tô này, cửa kính rồi, tủ kính rồi, bể cá, bể kia các thứ, nói chung là rất là tiện luôn. Các bác dùng chuyên về cái đồ kính cho em thì rất là tiện. Đặc biệt là bác nào có ô tô con ấy mà hay phải lau chùi thì các bác dùng cái này cho em nó cũng rất là mê ly luôn. Dùng nó tiện và lau nó rất là sạch và không để lại vết nhá. Đấy, lên cho em là khăn lau kính nhá. Lên cho em là khăn lau kính này. Khăn lau kính, số lượng của nó là 10 chiếc và giá sẽ là 50k nhá. 50k trên một bịch như này bao gồm 10 cái thì nói chung là giá cũng chỉ vào 5.000 một chiếc thôi. 5.000 một chiếc này thôi và cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái băng gạc các bác nhá. Đấy, băng gạc đây. Đấy. Cái này chưa bán bao nhiêu đây? Cái băng gạc này. Băng gạc nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là to nhỏ lớn bé đầy đủ, này là 100 cái nhá, 100 chiếc luôn. Đó, hộp này là 100 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000. Cái này thì các bác nên để trong 20 à? Giá là 20.000 nhá. Thì các bác nên để, giá rất là tốt luôn, chỉ có 20.000. Tính ra vào chỉ có 200 con cho một chiếc như này thôi. Đấy, mà các bác có cho em là tới 100 cái luôn. To, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con đủ cả. Đấy, cái này thì rất là đơn giản này thôi. Đây, các bác chỉ cần là bóc nó ra này. Đấy, sau đó thì các bác bị đau, bị tay, tay chân, bị xây xước, bị đứt, chảy máu ở đâu. Đấy, hoặc các bác nặn mụn, nặn miếc thì các bác chỉ cần dán vào cho em là xong này. Đấy, con này của nó thì cái độ dán của nó rất là tốt luôn, độ bám của nó rất là tốt. Thì các bác bị đau chân rồi, đau tay rồi, chảy máu tay máu chân thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện. Lên mã giúp cho em là băng gạc nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác kích thước này, to này, nhỏ này, nhỡ này và tròn này. Đấy, dài tròn dẹt đầy đủ cho bác luôn. Độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Cái này các bác rửa nước thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là băng gạc nhá. Lên cho em là băng gâu này. Đấy, băng gâu. Băng gâu nhá, giá của nó sẽ là, băng gâu giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trên một hộp này thôi. 20k trên một hộp này. Hộp này của nó sẽ bao gồm cho anh em các bác là đi 100 miếng luôn, 100 miếng theo hồ thoải mái sử dụng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khay, các bác lên mã giúp em là khay nhả kem nhá. Đấy, khay nhả kem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái bộ còn sản phẩm bao gồm cho các bác là ba cái cốc như này, ba cốc này các bác này. Đấy, ba cái cốc và một cái khay như này. Đấy, một cái khay như này nhá. Con này thì nó sẽ có từ hít cho các bác luôn, có từ hít này, con này. Đấy, có từ hít thì các bác dùng rất là thích luôn. Ở đây thì các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây nhá, và nhấn này là kem nó sẽ chảy ra này, xoáy cái nắp này ra, xoáy em cái giòn này ra này. Đấy, xoáy lọ kem đánh răng vào đây là xong. Đó, và các bác nhấn nha, nhấn cái bàn chải vào đây. Đây thì cái hộp để các bác đựng đồ linh tinh này, và đây nó sẽ kèm cho các bác là cái móc dán này, hai cái móc dán luôn, các bác dán lên tường là xong, mình không cần phải khoan đục gì. Đấy, nó rất là bất tiện nha. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là combo đầy đủ cho các bác luôn để các bác sử dụng nhá. Giá thì một cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái này bao nhiêu nhỉ? Cái khay nhả kem này này. Cái này lên là khay nhả kem à? Cái này các bác lên cho em là kệ nhả kem nhá. Kệ nhả kem, kem đánh răng, giá chỉ có 180k thôi. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này.
đi kèm bộ này còn có thêm hai cái ly để mình có thể. Bộ này của họ thì có hai cái ly thôi, nhưng bộ của nhà em là có tới ba cái ly luôn để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy các bác thấy không? Ấn vào là ngon này. Tốt quá, hôm nay mình mới bốc thêm một cái, dán thêm cái trong nhà vệ sinh tầng dưới. Loại này mình mua thì có hơi hát với cái đầu một chút. Nó chỉ có hai ly nhưng tới hai đầu nhả kem rất phù hợp và hợp tiện. Các bác lắp vào là xong. Hay dùng kem đánh răng riêng biệt. Ngoài hai cái hát biệt về đầu bắt kem và ly ra, thì cái kệ này còn có thêm một cái hộp để mình có thể đựng lược hoặc là dụng cụ vệ sinh khác. Xoay lọ kem ở đây cho em xong này. Nhấn nhả ra là xong này. Dưa hết đó, còn có thêm một cái hộp tủ để mình có thể đựng bông để che hoặc là món đồ gì đó sợ bị ướt. Đầu bắt kem thì cực kỳ dễ lấy luôn, mình chỉ cần ứng một lần là đã ra kem rồi. Nếu muốn kem ít thì mình ứng nhẹ, còn nếu như muốn kem nhiều mình ứng mạnh nha. Còn nói về độ bám kem rất là ngon luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên cho em là kệ nhả kem nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái set thìa của Đức nhá. Đấy các bác lên cho em là thìa Đức này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là kệ nhà, à xin lỗi các bác là bộ thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức. Giá thì chỉ có cho các bác là, lên cho em là hộp thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đó. Hộp thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp thìa Đức như này bao gồm cho bác là 5 chiếc. Đấy, 5 cái. 60.000 trên 5 cái nhá. Trên 5 cái cho các bác luôn. Hàng đẹp sáng bóng tuyệt vời cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái đây các bác nhá, cái máy vắt cam nha các bác nhá. Máy vắt cam thì con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Socani. Hàng nhật xuất sử dụng của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220 đến 240V 50Hz, công suất là 45W. Chuyên dùng để các bác vắt cam rất là ngon luôn. Con này vắt cam tiện lắm. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ rồi. Một con máy vắt cam ngon lành chất lượng như này em đã có rất là nhiều cái video em quay test thực tế cho các bác rồi. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con máy như này các bác. Đấy, sẽ có cho các bác là cái khay này. Đấy, và một cái ô này. Cái ô này thì các bác có thể tháo ra như này. Đấy, cắm điện vào cho em nhé. Các bác cắm sử dụng điện trực tiếp điện 220 đi. Lắp vào này. Đấy, các bác để lên đây cho em. Để lên cho em là các bác bổ cam ra là mình cắm điện vào là nó sẽ chạy thôi. Cắm điện vào nó sẽ chạy các bác nhá. Thì nó rất là tiện luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200. Cái máy vắt cam này bao nhiêu đấy? 190.000 cho cái máy vắt cam này thôi nhá. Đấy. Trước em đang bán là 200 mấy đấy, đặt này về chỉ có 190.000 cho một con máy vắt cam này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đây em cắm trực tiếp điện này. Đấy các bác chỉ cần nhấp này là máy chạy này. Đây. Đây nhá, nhấp này. Đấy, nhấp này. Đấy, ví dụ tay em là quả cam này. Đấy các bác thấy không? Đây. Nó chạy rất là tít luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhìn tay em này. Đấy. Đây. Thì các bác cứ nhấp này nó chạy thôi. Lực của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy. Các bác muốn nó xoay ngược lại thì mình nhả ra nhấp là nó sẽ xoay ngược lại. Rất là tiện nhá. Máy vắt cam như này, giá thì chỉ có cho bác là 190.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam, giá sẽ là 190k cho em máy vắt cam như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đây, một cái chổi cọ vịt như này các bác này. Đấy, một con cọ vịt như này rất là tiện cho bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu chổi này, một miếng dán này. Đấy. Cái này thì sẽ kèm cho các bác luôn là cả một cái lông như này nữa này. Đây, một cái đầu này. Các bác lắp vào cho em này. Sau đó thì các bác không dùng nữa mình đặt lên nha em. Rất là tiện luôn. Và đây nó sẽ có miếng dán này các bác dán lên tường nhá. Đấy, dán lên tường, treo lên tường cho em rất là tiện. Đấy, lấy ra thì như này, đặt vào nó sẽ là như này. Đấy, lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Một cái bộ cọ vịt như này giá chỉ có cho các bác là 60k nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này. Giá nó sẽ là 60.000 cái cọ vịt như này. Rồi ok. Bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Rồi ok các bác nhá, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Hello chào các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá, còn dưới 200.000 thì
các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá, máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này thì rất là ngon lành đấy nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Qua lên theo là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bác. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, Made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, Made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh. Thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, Made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác này. Đó, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này. Thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, Made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên theo là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy, thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì
bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhé, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cái gắp, bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé, bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000 cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem, bộ gắp bát đĩa. Nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy, các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá, giá của nó sẽ là 50.000. bộ gắp bát đĩa, bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện. Đây, về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này, các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn. Cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100.000 cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho bọn em chổi chữ nhật thế này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40 cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn. Các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, rồi lưng, rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn.
Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy, lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy. Đầu tròn, đầu tày rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy đây. Nó sẽ là hình khẩu súng như này, lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok.